Hello, xin chào các bạn. Lohe Best Shop vừa cập nhật thêm sản phẩm mới nè. Xin giới thiệu với các bạn tổ ba tê tươi tại shop nha. Mỗi hộp shop đóng gói như vậy có trọng lượng là 500g, gồm 3 vị bò, heo và gà. Được đóng gói an toàn và kỹ lưỡng, bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh nên các bạn hãy cứ yên tâm về chất lượng. Khi mua hàng về, lúc nào các bạn muốn cho bé ăn có thể bỏ ra ngoài cho đã đông. Hoặc nhà bạn nào có lò vi sóng, các bạn hâm nóng lại rồi cho các bé ăn cũng được nha. Mình vừa hâm nóng một ít cho các bé ở shop ăn nè. Khi vừa mở lò ra mình thấy mùi ba tê rất là thơm luôn. Với các nguyên liệu tươi ngon, thức ăn pate tươi được tổng hợp là một loại riêng biệt dành cho cả chó và mèo. Các bạn có thể cho các bé ăn trực tiếp hoặc trộn với thức ăn khô để cân bằng dinh dưỡng, vừa có mùi vị hấp dẫn kích thích các bé thèm ăn hơn. Được chế biến từ thịt, gan của các loài động vật, rau củ cùng các loại gia vị khác xay nhuyễn tạo thành loại thức ăn thơm ngon, hấp dẫn khẩu vị của các bé. Chỉ mất vài phút cho bữa ăn siêu ngon và dinh dưỡng, nguồn nguyên liệu sạch đảm bảo an toàn cho thú cưng của bạn, giàu đạm, bổ sung canxi và vitamin C, D, B6, sắt và chất xơ. Lợi ích khi sử dụng pate cho thú cưng nhà bạn: thơm ngon, hợp khẩu vị, kích thích ăn uống, giải pháp cho tất cả các vấn đề biến ăn, có độ ẩm cao, dễ tiêu hóa, giúp các bé giảm nguy cơ mắc bệnh về thận, phù hợp với các bé lười uống nước. Pate tươi Top Best đạt chuẩn chất lượng và đảm bảo cung cấp đúng và đủ lượng chất thiết yếu cho chó mèo nhà bạn. Nên các bạn hãy cứ yên tâm tin dùng nha. Và shop đang có chương trình khuyến mãi, khi mua 3 hộp pate cùng loại sẽ được tặng thêm một hộp, hoặc mua với hóa đơn 500k có 2 hộp pate tươi sẽ được tặng thêm một hộp nữa nha. Bạn nào muốn mua hàng có thể nhắn tin vào mail cửa hàng thú cưng Lohe Pet Shop, hoặc có thể ghé trực tiếp tại địa chỉ 166 Quốc lộ 1, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn các bạn vào những video lần sau.